Phần 33. Tìm kiếm. Sáng hôm sau, việc đầu tiên của tôi là viết thư cho má Barberin, tin cho má rõ những điều tôi được biết. Đối với sức tôi, đây không phải là một công việc nhỏ. Ai đành lòng nói cộc lốc với má rằng chồng má đã qua đời. Má yêu mến anh Jerome của má. Má với ông ấy đã ăn ở với nhau mấy chục năm nay. Nếu mình không chia sẻ nỗi đau buồn với má thì sẽ phiền lòng má. Hì hục mãi, cuối cùng tôi cũng viết xong lá thư. Suốt thư, tôi cứ nhắc đi nhắc lại là tôi thương má. Tất nhiên tôi có kể cho má nghe sự thất vọng vừa qua và những hy vọng hiện nay của tôi. Nói cho đúng thì chỉ việc này là tôi nói đến nhiều nhất. Tôi nhờ má tin ngay cho tôi biết nếu má được thư của gia đình tôi gửi hỏi tin tức ông Barberin, nhất là cần nhớ gửi địa chỉ đến cho tôi, gửi đến khách sạn Canta ở Paris. Xong nhiệm vụ ấy, còn một nhiệm vụ thứ hai nữa đối với ông bố của Liz. Nhiệm vụ này cũng khó khăn không kém. Khi ở Rugy, tôi nói với Liz rằng hễ đến Paris, lần đi phố đầu tiên của tôi là để đi thăm ông bố em ở nhà Lao. Tôi đã giải thích là nếu cha mẹ tôi mà giàu có như tôi tưởng thì tôi sẽ xin tiền trả nợ cho bác Aquin. Như vậy, tôi đến nhà Lao chỉ để mà giải phóng cho bác và đưa bác đi với tôi thôi. Việc này nằm trong chương trình những niềm vui tôi đã vạch sẵn cho mình. Trước tiên là bác Aquin, sau đến má Barberin, rồi lần lượt đến Liz, Antinette, Alexi, Benjamin. Về phần Mattia thì tất nhiên tôi được cái gì thì nó được cái ấy, và hạnh phúc của tôi sẽ là niềm hạnh phúc của nó. Thế mà nay phải tay không đến nhà Lao mới chán nản làm sao. Đến gặp bác mà cũng vẫn bó tay như ngày từ giã bác. Không giúp được gì, không đền đáp ơn nghĩa gì. Cũng còn may là tôi có những lời âu yếm và những cái hôn mà Liz và Alexi trao gửi để mang đến cho bác. Niềm vui sướng của người cha chắc sẽ xoa dịu nỗi ân hận trong lòng tôi, và tôi cũng được hồi dạ vì đã giúp ông được ít nhiều trong khi chờ cơ hội làm hơn. Mattia thích xem nhà tù quá nên đi theo tôi. Và lại tôi cũng muốn cho nó biết mặt mũi người trong 2 năm trời đã coi tôi như con. Bây giờ tôi đã biết cái mẹo làm thế nào để vào nhà Lao Clichy rồi, nên chúng tôi không phải đứng trơ ra chờ đợi rất lâu trước cổng lớn như lần trước. Người ta cho chúng tôi vào phòng đợi, và lát sau thì bác Aquin đến. Từ bậc cửa, bác đã giang tay ra đón tôi. Bác vừa ôm tôi vừa nói: "Ôi, cái thằng bé ngoan, thằng cháu Remy trung hậu." Tôi báo tin về Liz và Alexi ngay. Rồi khi tôi muốn bày tỏ vì sao tôi không thể đến chị Antinette thì ông nói: "Thế bố mẹ cháu, bác biết chuyện rồi sao?" Bác nói rằng cách đây nửa tháng, bà Berin có đến tìm gặp bác. "Lão ta chết rồi." Tôi nói: "Tai hại chưa?" Bác nói cho tôi biết vì sao Barberin đến tìm bác để hỏi tin tức tôi. Đến Paris thì lão Barberin tới nhà Garofoli, và tất nhiên là không gặp hắn ta. Lão bèn đi rất xa, về tận tỉnh có cái nhà Lao đang giam hắn để hỏi về tôi. Tên này cho lão biết là sau khi cụ Vitalis mất đi thì tôi được một người dùng vườn tên là Aquin đem về nuôi. Barberin bèn trở về Paris đến khu Glacire. Ở đấy người ta cho lão biết người dùng vườn ấy hiện bị giam giữ ở Clichy. Lão đến nhà Lao và bác Aquin nói cho lão biết tôi đi chu du nước Pháp như thế nào. Cho nên dù bây giờ không biết rõ tôi ở đâu, nhưng đến một lúc nào đó nhất định tôi sẽ ghé lại thăm một trong những đứa con của bác ấy. Bởi thế, chính tay bác Aquin đã viết mấy lá thư cho tôi và gửi đến Rugy, Vasseur, Anades và Saint-Quentin cùng một lúc. Tôi không nhận được thư bác gửi đến Rugy, chắc là vì tôi đi rồi thư mới đến. Tôi hỏi: "Thế Barberin có nói gì với bác về cha mẹ cháu không?" "Không, chỉ nói chút ít, chả có ích lợi mấy.
Lão nói trước kia cha mẹ cháu đã dò hỏi ở phòng cảnh sát khu Invalides và biết rằng đứa bé bị vứt bỏ ở phố Brutus đã được một người thợ nề nhặt về nuôi. Người ấy tên là Barberin ở làng Chavanon. Họ đến tìm cháu ở nhà lão Barberin. Không thấy cháu, họ đã nhờ lão lùng kiếm giúp họ. Lão không nói tên của cha mẹ cháu, không nói gì về quê quán cháu hay sao? Bác hỏi thì lão bảo để rồi sau sẽ nói chuyện. Bác chẳng buồn nhắc lại. Bác hiểu rằng lão ta giấu kỹ tên tuổi của bố mẹ cháu chỉ vì lão sợ không được hưởng một mình tất cả món thù lao lớn như lão mong muốn. Chẳng là bác cũng có công nuôi nấng cháu nên cái lão Barberin ấy tưởng là bác muốn được đền công. Vì thế bác tiễn lão ra ngay và từ đó không thấy tăm hơi của lão đâu nữa. Bác không ngờ lão đã qua đời. Hóa ra có cha mẹ mà vì sự tính toán của lão keo bẩn ấy, thành ra cháu chẳng biết cha mẹ cháu là ai, ở đâu. Tôi bày tỏ niềm hy vọng của chúng tôi. Bác cho rằng tin tưởng như thế là phải và viện nhiều lý lẽ sắc đáng để khuyến khích tôi. Bố mẹ cháu đã moi lão Barberin ở tận Chavanon ra, rồi Barberin lại truy ra Garofoli và tìm ra được cả bác ở đây nữa, thì tất người ta sẽ tìm thấy cháu ở khách sạn Canta thôi, hãy ở đấy mà chờ. Những lời lẽ ấy khiến tôi dễ chịu và trở lại vui vẻ. Tôi nói chuyện Liz, Alexi và chuyện tôi bị vùi trong hầm mỏ. Khi tôi kể hết, bác than thở. Cái nghề sao hiểm nghèo thế? Mà thằng Alexi lại làm nghề ấy mới tội chứ. Chà chà, hồi nó rồng yên chi thì sung sướng hơn biết bao nhiêu. Thời ấy rồi sẽ trở lại bác ạ. Ơn trời mà được như cháu nói, cháu Remy yêu mến ạ. Lưỡi tôi ngọ nguậy muốn nói rằng không lâu nữa bố mẹ tôi sẽ vận động cho bác ra tù. Nhưng tôi kịp nghĩ rằng không nên khoe trước những điều tốt mình định mang lại cho người ta. Tôi chỉ nói không bao lâu nữa bác sẽ ra khỏi nhà tù và con cái sẽ quây quần quanh bác. Khi ra đường, Mattia nói. Trong khi chờ cái giây phút tốt đẹp ấy, mình có ý kiến là chúng ta sẽ không nên bỏ phí thì giờ, phải kiếm tiền đi. Giả thử mấy hôm trước, dọc đường chúng ta không dành nhiều thì giờ kiếm tiền như thế, thì hẳn chúng ta đã đến Paris kịp để gặp lão Barberin. Cái đó đúng, làm cho cậu đến chậm. Tớ đã tự trách mình bao nhiêu rồi, cậu đừng trách tớ nữa. Tớ có trách móc gì đâu, Mattia thân mến ạ, tớ cam đoan với cậu như thế. Không có cậu, làm sao tớ mua được con búp bê cho Liz? Không có cậu, hẳn lúc này chúng mình phải vất vưởng trên vỉa hè thành phố Paris. Không có một đồng một cắc nào để nuôi miệng. Đã thế thì thế này nhá. Cậu đã cho cái việc tớ muốn làm cho có tiền là phải, thì giờ đây hãng cứ coi nó là phải. Vả chăng chúng mình có việc gì đáng làm hơn là ca hát và biểu diễn cái chương trình của đoàn ta? Còn như dạo chơi đây đó, thì ta hãy chờ đợi khi cậu có xe ngựa, đỡ mệt hơn. Gì chứ ở Paris thì tớ coi như nhà vậy, tớ biết rõ chỗ nào là chỗ hời. Mattia quả biết rõ những chỗ kiếm ra tiền, những quảng trường, những sân họp đặc biệt, những hiệu cà phê. Cho nên tối hôm đó, trước khi đi ngủ, chúng tôi đếm lại số tiền thu được thì thấy những 14 franc. Thế là khi sắp ngủ, tôi nhớ lại một câu quen thuộc của cụ Vitalis nói rằng của cải chỉ đến với người không cần đến nó. Thu được kha khá như thế này hẳn là dấu hiệu bố mẹ tôi sắp đến, chỉ ngày một ngày hai. Vì chính tôi không cần đến tiền nữa, tiền mới đổ xô về như vậy. Tôi tin chắc ở linh tính của tôi, nên hôm sau tôi sẵn sàng nằm ì ở khách sạn nếu Mattia không thúc ép tôi dậy đi. Nó lại bắt tôi đàn, tôi hát, và ngày hôm đó chúng tôi lại thu 11 franc. Mattia vừa cười vừa nói, ta không trở nên giàu có nhờ của cải bố mẹ cậu, thì tự tay ta, với sức ta, ta cũng sẽ làm nên giàu có được đấy, mà như thế thì tuyệt. 3 ngày trôi qua như thế mà vẫn không có gì mới lạ xảy đến. Ngày nào chị giúp việc ở khách sạn cũng chỉ trả lời tôi một câu như một điệp khúc bất diệt. Không ai hỏi ông Barberin cả, và tôi cũng không nhận được thư nào gửi cho cậu hoặc ông ta. Mãi đến ngày thứ tư, chị ta mới đưa cho tôi một phong thư. Đó là thư trả lời của má Barberin do má nhờ người ta viết.
Thư má nói rằng má đã được báo tin chồng má mất và trước đó ít lâu má có nhận được thư của ông ấy. Cái thư có nói đến tung tích gia đình tôi. Má nghĩ rằng nó có thể giúp ích tôi nên mới chuyển cho tôi. Mattia reo, mau lên, mau lên, mau xem thư của lão Barberin đi. Tôi mở phong bì, tay run run, lòng như thắt lại. U nó, tôi đang nằm viện, ốm nặng lắm, có lẽ không qua khỏi. Giá tôi có đủ sức thì tôi kể cho U nó nghe tôi lâm bệnh như thế nào. Nhưng kể cũng chả ích gì, tốt hơn là đi ngay vào công việc gấp rút này. Tôi viết thư cho U nó cốt để dặn U nó, nếu chẳng may tôi có mệnh hệ nào thì U nó phải viết thư cho các ông Great và Galley, công viên Green, quán trọ Lincoln ở London. Họ là những thừa biện được ủy nhiệm lùng tìm Remy. U nó nói với họ rằng chỉ có U nó là biết tung tích thằng bé và U nó nhớ đòi tiền công cho xứng đáng để U nó có chút dư dật mà sống no ấm trong lúc tuổi già. Muốn biết Remy bây giờ thế nào thì U nó gửi thư hỏi lão Aquin, trước làm nghề rồng vườn, bây giờ bị tù tại nhà lao Clichy ở Paris. Thư từ U nó nhờ cha xứ viết tất, chứ trong công việc này đừng có tin ai. Khi nào U nó biết chắc là tôi đã chết rồi thì chừng đó làm gì hãng làm. Tôi hôn U nó lần cuối cùng đây. Barberin ký. Tôi chưa đọc hết câu cuối thì Mattia đã nhảy choàng lên, hét, đi London thôi. Tôi đang còn ngạc nhiên về những điều tôi vừa đọc nên chỉ đưa mắt nhìn Mattia, không hiểu nó nói gì. Nó tiếp, trong thư, lão Barberin chẳng bảo rằng những thừa biện người Anh được ủy nhiệm lùng tìm cậu là gì. Cái đó có nghĩa là bố mẹ cậu cũng là người Anh, phải không nào? Nhưng cậu không thích là người Anh à? Giá tớ là người Pháp, cùng một tổ quốc với Liz và lũ trẻ nhà ấy thì thích hơn. Tớ thì tớ lại muốn cậu là người Ý kia. Nếu tớ là người Anh thì tớ sẽ là đồng bào của Arthur và bà Milligan. Thế nào, nếu cậu là người Anh à? Cái đó chắc chắn rồi chứ còn nếu niếc gì nữa. Nếu bố mẹ cậu là người Pháp thì có đâu lại đi nhờ cậy bọn thừa biện Anh lùng kiếm đứa con đánh mất ở nước Pháp. Cậu đã là người Anh thì phải sang Anh đi. Đó là cách tốt nhất để cậu nhích đến gần bố mẹ. Hay là ta viết thư cho lão thừa biện ấy. Viết làm gì? Gặp nhau nói thẳng với nhau dễ ăn ý hơn là dùng thư từ. Khi chúng mình đến Paris, chúng mình còn 17 franc. Hôm sau chúng mình kiếm được 14, hôm khác 11, hôm sau nữa 9. Thế là cộng lại được 51 franc. Chúng mình đã tiêu hết 8, thế là còn 43. Đi London thừa đi ấy chứ, chúng mình đến Boulogne xuống tàu đi London chả tốn là bao. Cậu chưa ở thành phố London chứ? Cậu thừa biết là chưa, thế nhưng ở gánh xiếc Cassot có hai anh hề người Anh. Họ hay nói chuyện thành phố London với tớ. Họ còn dạy tớ một số tiếng Anh đủ để chuyện trò với nhau thế nào cho bà lão Cassot. Tò mò như một con vọ, không nghe ra gì hết. Tớ sẽ đưa cậu đi London. Tớ cũng vậy, tớ có học tiếng Anh với cụ Vitalis. Ừ, nhưng đã 3 năm rồi, chắc cậu quên hết. Chứ còn tớ thì tớ nhớ, rồi cậu xem. Với lại tớ ưng đi London không phải vì muốn giúp cậu mà thôi. Nói thật với nhau nhé, tớ còn một lý do nữa. Lý do gì? Nếu bố mẹ cậu đến đón cậu ở Paris thì người ta có thể không mang tớ đi với cậu. Còn như tớ mà sang Anh thì người ta không nỡ đuổi tớ về. Phỏng đoán như vậy có phần xúc phạm đến bố mẹ tôi đấy, nhưng xét cho cùng thì cũng không hẳn là không có lý. Dù muốn một điều đó có thể xảy ra đi nữa, thì tôi cũng phải ngăn chặn, tức là phải đồng ý đi London ngay với Mattia. Tôi nói, ta đi vậy, cậu bằng lòng chứ? Trong 5 phút, chúng tôi đã soạn xong sắc và xuống dưới nhà, sẵn sàng để ra đi. Trông thấy chúng tôi đóng bộ như thế, bà chủ khách sạn phản kháng. Coi cái cậu cả kìa, cậu cả là tôi. Cậu không đợi ông bà nhà ta à? Đợi lại thì hơn đấy, cậu à. Với lại để cho ông bà nhà ta đến, sẽ thấy cậu quý tử được chăm sóc tử tế như thế nào chứ. Nhưng cái tài hùng biện ấy không giữ chân tôi được. Trả tiền trọ xong, tôi đi ra đường. Mattia và Capi đã ra trước, đứng đó đợi. Bà cụ hỏi,
Thế thì cậu nên để địa chỉ lại đây. Phải rồi, để địa chỉ lại có lẽ cũng hay. Tôi viết vào quyển sổ của bà. Ở London, bà cụ kêu lên. Hai thiếu niên thế này mà vào giữa London, lại băng đường trường, lại vượt biển khơi nữa chứ. Trước khi lên đường đi Boulogne, phải đến chào tạm biệt ông bố đã chứ. Nhưng buổi chào tạm biệt này không buồn thảm, bố Aquin sung sướng được biết là tôi sắp gặp gia đình, và tôi cũng rất vui sướng được nhắc lại với ông rằng nhất định tôi sẽ cùng bố mẹ tôi trở lại ngay đây để cảm ơn ông. Thôi chào con, chúc con may mắn, ta sẽ gặp lại nhau. Chẳng may nếu con chưa trở lại được như ý muốn, con cứ viết thư cho ta cũng được. Nhất định con sẽ trở lại. Ngày hôm ấy, chúng tôi đi một mạch đến Moussellets và ngủ nhờ ở một trang trại vì cần phải ăn tiêu rẻ xẻn để dành tiền mua vé tàu vượt biển. Mattia nói chả tốn bao nhiêu, nhưng chả tốn bao nhiêu là từng nào mới được chứ. Vừa đi đường, tôi vừa học tiếng Anh với Mattia. Tôi hết sức băn khoăn về một ý nghĩ nó làm cho tôi mất vui cười hỉ hả. Chẳng hay bố mẹ tôi có nghe được tiếng Pháp hay tiếng Ý không nhỉ? Làm thế nào để trò chuyện với nhau nếu như bố mẹ tôi chỉ nói tiếng Anh thôi? Nếu mà thế thì bất tiện biết bao nhiêu. Nếu có anh chị em thì tôi sẽ nói gì với họ được chứ? Chưa nói chuyện được với anh chị em thì chắc anh chị em coi như người ngoài thôi. Từ khi ở Chavanon ra đi, tôi đã nhiều lần hình dung trước cái cảnh đoàn tụ và chưa bao giờ tôi thoáng nghĩ rằng mình có thể bị cụt hứng như thế này. Chắc là còn lâu nữa tôi mới học thông được tiếng Anh, chừng như nó cũng khó học thật. Từ Paris đến Bolu, chúng tôi đi mất 8 ngày vì phải dừng chân ở các thị trấn lớn trên đường đi để biểu diễn gây lại vốn. Tới Boulogne, chúng tôi vẫn còn được 32 franc, thừa mua vé tàu. Đến Boulogne, trước hết chúng tôi đi dạo xem cái đập ở cảng vì Mattia chưa trông thấy biển bao giờ. Nó đứng sững mấy phút, mắt đắm chìm vào cõi mù mù tăm tăm ở chân trời xa thắp, rồi tắc lưỡi bảo là xấu lắm, buồn lắm và bẩn nữa. Thế là chúng tôi tranh luận. Ngày thường chúng tôi vẫn hay nói đến biển và bao giờ tôi cũng nói với nó rằng cảnh biển là đẹp nhất trên đời, cho nên tôi bênh vực ý kiến ấy. Mattia nói, có lẽ cậu nói có lý khi biển xanh biếc như cậu trông thấy ở Sète và thuật lại với tớ. Nhưng mà khi biển như biển này, màu vàng kệch và xanh lục, bên trên là trời xám xịt, đùn những đám mây lớn âm u, thì biển xấu, xấu lắm, tớ chẳng thích đi trên ấy tí nào. Thường thường Mattia với tôi, chúng tôi vẫn dễ dàng nhất trí với nhau rằng hoặc là nó đồng ý với tôi, hoặc là tôi cũng tỏ ra hợp ý với nó. Nhưng lần này tôi cứ khư khư giữ ý mình và tôi cho rằng mặc dầu một màu xanh lục, nhìn xuống thì mờ mờ, nhìn lên thì mây kéo ùn ùn theo gió thổi loạn xạ, vùng biển này vẫn vô cùng đẹp hơn một cái biển xanh biếc dưới một bầu trời xanh lam. Mattia đáp lại, chỉ vì cậu là người Anh cho nên mới nói như vậy, và cậu yêu thích cái biển tồi tệ này chẳng qua vì nó là biển của xứ sở quê hương đấy thôi. Tàu đi London sẽ nhổ neo vào 4 giờ sáng hôm sau. Mới 3 rưỡi, chúng tôi đã lên tàu, cố tìm lấy một chỗ tốt. Chúng tôi nấp sau một đống thùng gỗ để che khuất bớt ngọn gió bấc lạnh và ẩm ướt. Dưới ánh sáng của mấy chiếc đèn lồng khói, người ta bốc hàng xuống tàu, dòng dọc rít những két hàng thả xuống hầm tàu kêu răng rắc. Thủy thủ chốc chốc thét lên vài tiếng với giọng ồ ồ. Át cả mọi tiếng huyên náo là tiếng xì sụp của hơi nước từ máy bốc lên thành những cuộn trắng. Một hồi chuông réo, dây cáp buông xuống nước và thế là chúng tôi lên đường về quê hương tôi. Tôi thường nói với Mattia rằng không có gì lý thú bằng đi chơi trên tàu thủy. Mình lướt êm du trên mặt nước, không hề biết đã đi mấy đỗi đường. Thật là mê ly như một giấc mơ vậy. Nói như vậy là tôi nghĩ đến thuyền Thiên Nga và cuộc du hành kênh Nam. Nhưng biển không giống sông Đào. Vừa đi khỏi đập thì con tàu hình như đâm sâu xuống rốn nước lần nữa. Cứ thế, liên tiếp 4 năm bận chẳng khác những chuyển động ấy. Hơi nước từ ống khói thoát ra với tiếng rít chát tai rồi đột ngột lặng im. Bây giờ chỉ còn nghe tiếng guồng gạch nước ở lúc mạn bên này, lúc ở mạn bên kia, tùy theo tàu nghiêng bên nào. Mattia nói,
Lướt, lướt êm quá nhỉ. Tôi không biết đáp thế nào cả, vì lúc bấy giờ tôi có biết sóng ngang ở cửa biển là thế nào đâu. Thật ra thì không phải chỉ có sóng ngang làm cho tàu tròng trành. Hôm ấy ở ngoài khơi, biển cũng động nữa. Mattia lặng thinh đã lâu, bỗng nhiên vùng dậy. Tôi hỏi, cậu làm sao thế? Tớ thấy nó nhảy nhót nhiều quá, ruột gan tớ lộn lên đây. Say sóng đấy. Hẳn rồi, mình cảm thấy rõ quá mà. Mấy phút sau, nó chạy đến mạn tàu, vịn vào be. Tội nghiệp, nó mệt quá. Tôi cố ôm nó vào lòng, ấp đầu nó trong ngực tôi. Nó cũng không khỏi. Nó rên rỉ và chốc chốc nó vùng dậy, khập khiễng đi lại chống tay chồm qua be tàu. Mấy phút sau nó mới trở lại nép vào người tôi. Cứ mỗi lần trở về, nó lại giơ quả đấm ra với tôi và nửa cười cợt, nửa cáu gắt. Nó bảo, chà cái bọn ăn lê này, da chúng không có ruột gan. Cũng may đấy. Trời hừng sáng thì chúng tôi nhìn thấy những gành đá trắng cao ở bờ biển và đây đó vài chiếc tàu im lìm, không kéo buồm. Dần dần tàu bớt chòng chành rồi lướt đi trên mặt nước phẳng lặng, nhẹ nhàng không kém gì đi trên kênh. Bây giờ tàu không ở biển khơi nữa và chúng tôi nhìn thấy, nói cho đúng là đoán thấy, qua màn sương sớm, bóng cây thấp thoáng ở hai bên bờ xa, xa tít. Chúng tôi đã đi vào sông Thames. Tôi bảo Mattia, chúng mình đến đất Anh rồi. Mattia không hoan nghênh cái tin mừng này, nó nằm dài trên bong, đáp, để yên cho tao ngủ. Tôi không say sóng khi vượt biển nên không buồn ngủ. Tôi sắp xếp cho Mattia được nằm thoải mái chừng nào hay chừng ấy. Rồi tôi leo lên đống thùng gỗ, chọn chồng cao nhất để ngồi và đặt con capi ở giữa hai chân. Con Capi đã vượt sóng gió một cách can đảm. Biết đâu Capi không là một dân biển lão luyện. Ở với cụ Vitalis, cái gì mà nó không biết. Từ chỗ ngồi cao ấy, mắt tôi bao quát con sông. Tôi nhìn được dòng sông chảy ở hai bên bờ. Nhìn ngược dòng, lại nhìn được cả về xuôi đằng sau lái. Bên phải chạy dài một cồn cát lớn, mép viền bọt trắng. Bên trái xanh mù như lại sắp đi vào biển nữa. Nhưng không, đó chỉ là ảo giác. Chẳng mấy chốc bờ sông xanh xanh dịch lại gần, rồi hiện lên rõ những bãi lầy lội màu sắc vàng. Cả một hạm đội thả neo đỗ ở giữa sông, len giữa đám tàu ấy, những tàu chạy hơi nước, tàu kéo đi kéo lại. Và biết cơ man nào là buồm, tôi chưa hề nghĩ rằng một con sông lại có thể đông đúc đến thế. Sông Garonne đã khiến tôi ngạc nhiên, thì sông Thames giờ đây làm tôi thán phục. Nhiều tàu sửa soạn để nhổ neo. Trên giàn buồm, các thủy thủ chạy đâu chạy đó trên những chiếc thang dây trông xa mỏng manh như tơ nhện. Con tàu của chúng tôi để lại sau lái một làn bọt trắng trên mặt nước vàng, vô khối những thứ rìu rác trôi nổi lềnh bềnh trên sông. Nào là ván, nào là đầu đầy gỗ, nào là rác cỏ, nốt chai, nào là xác súc vật trương sình lên. Chốc chốc một con chim có đôi cánh lớn xà xuống đám rác rìu ấy, để rồi tức khắc kêu một tiếng xé tai mà bay lên. Mỏ đã cắp mồi rồi. Samathia lại muốn ngủ nhỉ? Nó thức dậy có hơn không? Cảnh tượng này kỳ thú, đáng xem lắm cơ mà. Tàu càng ngược sông lại càng kỳ thú, càng đẹp. Bây giờ cái đáng xem không phải chỉ có thuyền buồm hay tàu chạy hơi nước hoặc những chiếc tàu ba buồm to lớn, những thuyền đi biển khổng lồ từ phương xa về, những tàu than đen đùi, những thuyền chất dạ và cỏ khô trông như những đụn rơm cuốn theo dòng nước, những phao nổi to tướng sơn đen, trắng đỏ bị dòng nước xô quay tròn. Còn đáng chú ý nữa là những việc xảy ra, những điều ta trông thấy ở hai bên bờ bây giờ hiện rõ mồn một. Những ngôi nhà quét sơn màu duyên dáng, những đám cỏ xanh, những cây xu xuê cành lá chưa hề chạm lưỡi dao tiện. Và đây đó, những chiếc cầu tàu nhô ra giữa bãi bùn đen, những tín hiệu thủy triều, những cọc xanh xanh nhơn nhớt. Tôi ngồi như thế lâu lắm, đôi mắt mở to để mà trông, mà phục. Nhưng đến đây thì bỗng nhiên nhà ở hai bên bờ sông dồn đống lại, chen chúc thành từng hàng dài đỏ ngòm. Trời trở nên mù mịt, khói và sương mù quyện lại với nhau, khó mà nói được sương dày hơn hay khói.
Rồi thì giữa các cánh đồng, đáng lẽ có cây cối và gia súc thì đột nhiên xuất hiện một rừng cột buồm tỏ bè đỗ trên đống cỏ. Không nhìn được nữa, tôi tụt từ đài quan sát xuống tìm Mattia. Nó đã thức giấc, hết say sóng rồi, nó không cáu kỉnh nữa mà vui lòng leo lên đống thùng gỗ với tôi. Nó thấy choáng và đưa tay dụi mắt. Đây đó, từ các đồng cỏ, những con sông đào chảy ra sông lớn, các sông ấy cũng đầy tàu bè. Khốn thay, sương mù và khói cứ càng lâu càng dày đặc. Chúng tôi chỉ nhìn thấy cảnh vật quanh mình từng quãng và cứ càng đi sâu vào nội địa càng lờ mờ. Cuối cùng, con tàu đi chậm lại, tắt máy và thủy thủ ném dây cáp lên bờ. Thế là chúng tôi đã ở thành phố London. Chúng tôi bước chân lên bờ giữa đám người, chỉ nhìn chúng tôi mà không nói gì với chúng tôi. Này Mattia thân mến, lúc này là lúc cậu cần dở cái vốn tiếng Anh của cậu ra mà dùng đây. Không chút e ngại, Mattia đến gần một ông to béo, có chòm râu màu hung và cầm mũ ở tay. Nó lễ phép hỏi thăm đường đi công viên Green. Hình như Mattia phải mất nhiều thì giờ lắm mới làm cho người đó hiểu mình, và người đó đã bắt hắn nhắc đi nhắc lại mãi mấy tiếng. Nhưng tôi không muốn tỏ vẻ hoài nghi sự thông thái của bạn tôi. Mãi rồi, nó cũng trở về chỗ. Nó nói, dễ lắm, cứ việc đi dọc sông Thames, chúng mình sẽ lần theo bờ kè mà đi. Nhưng ở London không có bờ kè, nhà cửa cứ việc nhô ra tận sông, cho nên chúng tôi phải đi theo những đường phố đoán chừng là chạy dọc theo dòng sông. Những đường phố đó tối tăm lầy lội quá sức và ngổn ngang những xe cộ, những hòm xiềng, những kiện hàng gói bọc đủ các loại. Những thứ ấy hết đây lại đó vướng chân vướng cẳng, chúng tôi len lỏi đi lên cho được rất khó khăn. Tôi buộc con Capi vào một sợi thừng và kéo nó theo sát bên tôi. Mới 1 giờ chiều mà đèn khí đã thắp sáng trong các cửa hàng. Nhìn thấy London như vậy, chúng tôi không có cảm tình như đối với sông Thames. Chúng tôi cứ đi lên và chốc chốc Mattia lại hỏi thăm xem chúng tôi còn cách quán trọ Lincoln bao xa. Rồi chúng tôi không còn đi trên đường phố ồn ào rộn rịp nữa. Chúng tôi vào những con phố vắng vẻ, chằng chịt. Ở đấy chúng tôi có cảm giác là cứ đi quẩn đi quanh tại chỗ như trong một trận đồ bát quái, chứ không tiến lên được bước nào. Bỗng nhiên, giữa lúc tường đã lạc đường thì chúng tôi đến một nghĩa địa nhỏ đầy mồ mả, bia mộ đen xì, như thể quét bổ hóng hay đánh xi đen. Đó là công viên Green. Trong lúc Mattia đón một bóng người qua đường để hỏi han, thì tôi đứng lại để tim khỏi đập mạnh. Tôi không thở được nữa, người tôi run lên, rồi tôi bước theo Mattia và dừng lại trước một tấm biển đồng dọc, thấy mấy chữ Cret và Calais. Mattia bước lên định kéo chuông, thì tôi ngăn tay nó. Nó hỏi, cậu làm sao thế? Mặt tái đi thế kia. Hượm tí đã, đợi mình bớt hồi hộp. Mattia giật chuông và chúng tôi bước vào nhà. Tôi bối rối quá, không trông rõ quanh mình. Chừng đây là một phòng giấy, có khi 2-3 người đang gõ lưng viết trên bàn dưới mấy ngọn đèn khí vừa cháy vừa reo xè xè. Mattia đến nói với một trong mấy người đó, vì dĩ nhiên là tôi đã cậy lời nó đỡ lời. Trong khi nó nói, tôi nghe mấy tiếng family, boy, barberin trở đi trở lại. Tôi hiểu nó trình bày rằng tôi là cái chú bé mà gia đình đã cậy Barberin đi tìm kiếm. Cái tên Barberin có tác dụng, mọi người nhìn thấy chúng tôi và người kia đứng lên mở cửa, đưa chúng tôi vào một căn phòng đầy giấy tờ sách vở. Một ông đang ngồi trước bàn giấy, một ông khác mặc áo dài, đầu chụp tóc giả, tay xách nhiều túi vải xanh đang nói chuyện với ông kia. Người đưa chúng tôi và báo cáo vắn tắt chúng tôi là ai, tức thời, 2 ông kia nhìn chúng tôi từ đầu đến chân. Cái ông ngồi bàn giấy hỏi bằng tiếng Pháp. Anh nào là đứa bé Barberin nuôi? Nghe thấy nói tiếng Pháp, tôi yên lòng bước lên một bước. Thưa ông, tôi đây. Barberin đâu? Ông ta chết rồi. 2 ông nhìn nhau một lát, rồi ông có tóc giả xách mấy chiếc túi đi ra. Cái ông vừa hỏi tôi lại tiếp. Thế anh đến đây bằng cách nào? Đi bộ đến Boulogne
Rồi từ Bolun đáp tàu thủy đi London, chúng tôi vừa đi bộ lên xong. Barberin có cấp tiền cho anh chứ? Chúng tôi không gặp ông Barberin. Thế làm sao anh biết mà tìm đến đây? Tôi thuật lại rất vắn tắt câu chuyện mà ông ấy hỏi. Tôi nôn nóng muốn đến lượt mình hỏi một đôi câu, trước hết là một câu cháy lưỡi, nhưng tôi không kịp hỏi. Người ta cứ bắt tôi kể vì sao mà tôi được Barberin nuôi, vì sao mà lão bán tôi cho cụ Vitalis, rồi khi cụ chủ tôi chết, tôi được gia đình bác Aquin cứu mạng như thế nào. Và cuối cùng, khi bác Aquin bị bỏ tù vì thiếu nợ, tôi trở lại làm cái nghề ca sĩ, nhạc sĩ lang thang như thế nào. Tôi nói đến đâu, ông ta ghi đến đó và nhìn tôi với con mắt thế nào ấy, nó làm tôi khó chịu. Quả ông ta có vẻ mặt khắc nghiệt và nụ cười có ẩn cái gì man trá. Thế chú bé này là ai? Ông ta vừa hỏi, vừa đưa cây bút sắt chỉ Mattia như muốn bắn một mũi tên vào người nó. Là bạn thân, bạn nghề nghiệp, một người anh em ruột thịt của tôi. Tốt lắm, chỗ quen biết gặp nhau trên bước sang hồ. Chắc thế. Một người anh em ruột thịt âu yếm và thân tình nhất. Ồ, ta có nói khác đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc đặt cái câu hỏi làm tôi ấm ức trong lòng từ khi bắt đầu câu chuyện. Thưa ông, có phải gia đình tôi ở nước Anh không? Hẳn là ở Anh rồi, ít nhất là trong lúc này. Thế là tôi sắp được gặp. Lát nữa anh sẽ về gặp gia đình, tôi bảo người ta đưa anh đi. Ông ta bấm chuông, khó khăn lắm tôi mới thốt được mấy tiếng sau đây. Ông cho phép tôi hỏi một câu nữa thôi, tôi có bố không? Không những bố, anh có một bà mẹ và nhiều anh chị em nữa. Chào ôi, ông ơi! Cánh cửa mở ra, chặn đứng sự cảm khái của tôi. Tôi chỉ biết đưa mắt trào lệ nhìn Mattia. Ông kia nói tiếng Anh với người mới vào. Tôi hiểu chừng như ông bảo người ấy đưa chúng tôi đi. Ông đứng dậy. Ông ta nói tiếp. Ồ, tí nữa thì quên. Tên họ anh là Driscoll. Đó là tên bố anh. Mặc dù vẻ mặt bất lương của ông ta, tôi cũng muốn nhảy lên ôm cổ mà hôn. Nếu ông để cho tôi có đủ thời giờ. Nhưng ông ta đã đưa tay trỏ về phía cửa và chúng tôi đi ra. VTC Now.